Nguồn được đầu cần ra, cả cần ra là ngon rồi. Nguồn cần ra rồi. Tối thì vợ tớ lại được can. Lại con phải tập kia rồi. Tỏ lắm ấy. Con này đang nhớ kia đấy. Dạ thôi ơi, tôi ra ngoài này không sợ rồi. Đúng rồi, ra ngoài này yên tâm rồi, nhưng nó xui gầm lồng. Con này to lắm, kinh khủng luôn. Nó chưa chịu đâu, đừng tới. Đúng rồi, để máy vừa thôi, để máy vừa thôi, không mà lổ đấy. Đang căng quá, có thấy giật giật đâu cần không? Anh cứ giữ thôi, anh đừng quá. Giữ thôi, để máy vừa thôi anh ơi. Vẫn giật, khéo gãy cần anh ơi. Con này to lắm. Đang cong cái này khéo gãy cần đấy. Cảm giác như thế nào? Cảm giác còn giật không? Vẫn giật thì được rồi, đừng đừng bó quá anh ơi. Đừng căng quá, cong như thế gãy cần ấy, lổ ấy. Con này to khủng khiếp luôn. Em đi cái. Bác Thụ đang cầm cần à? Chạy ra tận ngoài kia rồi. Chạy ra tận đây này, con này to lắm đấy. Cầm đây. Đốt vào đi, nếu cuộn được thì cuộn bóp vào. Thì cho nó đỡ ơi mày. Cháu ơi. Nếu mà cuộn được thì cuộn bóp vào thì dây nữa này. Cong hết cần này, gần gãy cần luôn. Con cá phê nhỉ? Tâm nó chạy đi. Tâm chạy đây này. Đây nhìn thấy chưa? Con này con khủng luôn đấy. Con đây đầu 4 rồi. Con này mới là hàng này, con này chục cân này. Nhìn cái quả cần này cong này sợ không? Gãy cần anh Thụ ơi. Con này khủng khiếp luôn đấy. Đấy. Đúng rồi, tâm nhìn thấy tận kia. Nhưng mà khéo mắc vào cái dây đấy anh Thụ ơi, có dây ở dưới đấy. Nhưng mà cong gãy cần. Nó phải vừa thôi nhưng lỗ. Nó chạy nó cuốn đây đây này, tâm này nhìn chưa? Chạy đây này tâm này. Đây tâm này. Khéo vướng vào cái dây kia thôi. Đang run đang run. Kéo. Như chó đập chuột. Chó đập chuột đấy. Nằm quay nằm bắt tôi nằm quay. Như chó đập chuột. Quá đấy. Quá đấy tưởng là nó giúp đây này. Không, anh cứ ở đấy thôi, tí nó lôi cá về đây vọt chứ. Tí đưa cá về tận đây đi vọt. Trong từ giờ đến lúc về. Đấy, to con kinh khủng luôn, sợ thật. Con này phải hơn chục đấy chắc rồi. Đây, đây sáng con nuôi trong bụi kìa. Bẹo sáng con với to. Từ sáng là à, sáng lại gặp một con rồi à? Từ đầu năm ngoái đến bây giờ đấy. Này. Nay là vớ cái đoạn này nhá, địt mẹ vớ cái đoạn của chú rồi địt. Ừ, khéo gãy cần đấy. Con này rong chắc phải lửa tiếng quá. Rồi nó chạy về kia rồi. Kinh khủng luôn. Đúng rồi. Buộc cái thường vạt thì đâu xem có cái chảo để buộc cái đấy nó vào không thì đang vẫn 33 ấy đi. đang ghi không cho ra máy nữa rồi. Nhưng cần cong gần gãy gần luôn. Cần nó mềm. Thì sợ đấy cho bấm nóng qua tí không gãy quá cần. Nóng ra kia bắt quái ngay. Nó chỉ chạy nhiêu nhấc rất đầu rồi. Phát đầu tiên nó mút rồi đây. Tí gãy. Giật phân chui tụt trọng.
đưa lên là bốn cái dây kia đấy, đưa cứ cắm cần xuống. Quả ra ra ngoài này đẹp quá, con này nó chạy ra này mới dễ bắt này. Chạy ra bắt được, chạy vào khó bắt con này lắm. Đừng đánh nặng. Giờ đánh mềm thôi. Máy để vừa thôi anh ơi. Chim lồng người ta ra đây nhiều quá, chim. Đúng rồi, chim lồng. Chim lồng ấy cậu ơi, chim lồng cá ra ngoài cậu ơi. Con cá này thì khủng quá rồi. Con này con hàng, con này đúng để đời, to kinh khủng luôn. Kéo gãy cần. Đúng rồi, lấy vật to hơn kìa. Lấy vật to, trong kia có vật to ấy. Ghi kinh không? Có vào được mét nào chưa anh ơi? Vào được mét. Chỗ như con này nó chỉ khoảng tầm 6-7 mét thôi. Không thể ra được. Khang ơi, Khang ra lắp máy cho bố kìa. Ra lắp cái cần kia cho bố. Không nhâng nổi, con này kinh khủng luôn. Đấy, nó đưa đi đưa lại. Con này chắc phải rong về hơn nửa tiếng. Mới được 10 phút anh Thụ ạ.